Nhưng mà màu mình sẽ làm tầm 5 cánh nha các bạn nha. Rồi sẽ làm cái xanh, màu xanh dương. Giờ mình cắt đến màu tím nhé. Hôm mà mình cũng chỉ sẽ lấy tầm 5 đoạn thôi. 5 đoạn thì nó sẽ tương ứng với đó là 5 cánh hoa. Chúng ta được một màu, hai màu, ba màu, bốn màu nhé. Thêm màu sắc kem nữa. Chúng ta đã được 5 màu nhé. Để mình xem còn sáng tạo thêm được màu gì nữa không nhé. Chúng ta sẽ dừng ở 5 màu như này nhé. Tiếp theo chúng ta tiến hành đến phần thôi là cắt cánh hoa. Cánh hoa các bạn sẽ gấp đôi vào như này cho mình nhé. Cặp đôi như này, sau đó chúng ta tiến hành đây, chúng ta sẽ tiến hành cắt bo nó tròn như này nha mọi người nha. Cắt cho tròn đến gần cái đoạn điểm gặp kia, chúng ta sẽ kéo thẳng xuống này. Chưa, đúng không? Sẽ là ra được như này. Và chúng ta sẽ tạo độ cong cho nó. Muốn nó sẽ cong hơn thì chúng ta sẽ dùng pan nữa, chúng ta hơi quay đi.
quấn cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy chưa? Quá nóng một tí là một cái chúng ta uống được sẽ rất căng đấy nha. Chúng ta tiếp tục làm với những canh tiếp theo nha. Quan và cái là mình sẽ giảm tạo độ căng hơn. Thì mình thử xem một ống trường nào. Đấy, ví dụ mình muốn ở trong kiểu này này. Phần đầu thân kéo này đây, rồi vuốt cho nó cong lên nha. Chúng ta muốn nó mềm và dễ nữa hơn thì chúng ta sẽ hơ qua nữa sẽ làm mềm nhựa ra và chúng ta sẽ dễ dàng tạo độ cong cho nó nhẹ hơn. Đấy, được chưa? Rất dễ dàng đúng không mọi người? Yeah. Mình thử kết quả cho mọi người xem nha. Chúng ta tiếp tục làm với những cánh tiếp theo nha.
mà hổng nha. Chúng ta sẽ tiến quá trình làm nếm nha. Một khi đã thêm nóng thì chúng ta sẽ dần ứng nữa. Cẩn thận nha, không là nó sẽ cháy. Mình sẽ tiến hành cắn thử từng bông hoa một như nào nha. Mình sẽ bôi ít vitamin 2 vào này. Sau đó mình sẽ cắn vào đây. Được cắn chắc. Tiếp tục cái tiếp theo nhé. Chúng ta đã được gọi là một bông hoa như này chưa mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục làm đến những gọi là bông hoa tiếp theo nha. Mình hãy gấp đôi, mình vuốt nó vào cái này nhìn nhá. Mình sẽ bắt đầu đi từng chéo đây này, xong mình tạo thêm một đường zig zag nữa này. Đấy, xong bắt đầu mình uốn xuống, mình cắt theo cái đường dọc này của nó nha. Đấy, xong rồi chạy này vào theo đường chân nó này, thấy chưa?
Cắt xong làm phần cánh hoa của màu xanh này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm cong cho cái cánh hoa nhá, mọi người nhá. Mình sẽ dùng lửa để cơ quay. Bốn cánh hoa nó sẽ được chiều cong đẹp nhất. Mọi người thấy hơi nóng cái dễ dàng tạo độ căng hơn. Khi mọi người hơn nữa này thì mọi người chỉ nên gọi là hơn một que thôi nhá, cho nó có là độ nóng, nó tạo độ mềm cho mình, gọi là uốn dễ mà. Hoa thế chưa, mình lại thử que nữa xem nào.
chúng ta cứ hành lấy đều làm cái cánh này của nó ra nha mọi người nha. Chúng ta ăn được hai bông hoa nữa sao? Ta sẽ tiếp tục làm với những bông hoa tiếp theo nha. Như này mình sẽ là bọc lại cho nó một lớp dính hai mặt để cho nó cố định chắc hơn. Tiếp tục làm bông hoa tiếp theo nha, cánh hoa nha.
chứ mình sẽ tạo độ cong cho từng cánh một như này nhá. Khi được có sự tác động của lửa vào thì mình cảm thấy là mình điều chỉnh độ cong cánh nó dễ dàng hơn. Rất dễ dàng nhỉ. Như là những cành này chưa? Mình làm cắn những cành vẫn thì mình sẽ cắt đôi này ra. Đấy. Ngay như này thôi. Này mình tiếp tục làm cho những bông sau nhá. Chúng ta sẽ gắn kết từng cánh cánh một vào nhau nhé. Okay, mình cho những cái khác. Chúng ta lại được thêm một bông hoa nữa này. Đấy, qua đây tất cả là được 3 bông nhé. Rồi, tiếp tục làm bông tiếp theo này. Cháu nha.
Và các sông năm cánh màu trắng này chúng ta sẽ lại tiếp tục tiến hành là uống cong cho gọi là từng đường cánh một nhá, cùng với gọi là vật lửa này để cho nó mềm ra này và đầu thân kéo thì mình tạo lỗ cong nhá. Thôi chúng ta hơi nóng nha. Chúng ta lấy 502 này chưa cho một ít và bắt đầu tiếp tục lại gắn nhá.
sẽ gắn vào đây hơn. Đó. Anh lại dùng một chút bằng dính nha. Để mình tạo điểm cố định cho nó vào. Đây là một bông hoa nữa này. Chúng ta sẽ làm tiếp tục. Bông hoa khác nhé.
xong mọi người nhé. Lại lấy cái cuộn nào bật lửa nha, để mình hơ mềm cánh hoa ra, để mình uốn cho dễ nha mọi người nha. Tiến hành lấy gọi là một ít đất nặng để mình đeo vào như thế này để mình tạo thành cuốn và cho nó đẹp nhất các bạn nha.
quân đều quanh này, tạo cho anh tạo từng cái bút cho đẹp nhá. Đó. Chúng ta đã được năm gọi là tinh hoa.